Anh Đức sẽ tặng cho tất cả cô chú và các anh chị em một bài hát là Người tình trên chiến trận, là một khúc thôi nha, là giúp vui tất cả cô chú anh chị em. Nếu mà có dở gì thì mong cô chú anh chị em thông cảm, cái này là chỉ giúp vui thôi nghe cô chú anh em. Thì mà anh hát. Rồi, cảm ơn Tiến. Thì anh xin gửi cho chương trình và cộng đồng một đoạn Người tình trên chiến trận. Người tình trên chiến trận. À. Biên cương lá rơi thu hà em ơi, đường dài mình mong anh không đến nơi, mấy tiếng nguồn cơn lửa binh không than chuyện chúng mình, không than riêng em một mình. Trời ơi bãi xa cơ giữa chiến trường, thó tiếng nên gió đông sơ, đành chia tay vĩnh viễn bạch thu hà. Bạn tình chung ơi sao hoài công mòn mỏi đợi chờ, hãy gọi tên anh trong những ngày sương lạnh, khi cánh nhạn bay về cuối nẻo trời xa. Tiến chào tất cả cô chú anh em. Thì hôm nay thì Tiến lại lên chương trình Kết Nối Thương. Em chào anh nha. Chào Tiến. Anh giới thiệu anh tên gì, đến từ đâu đi. Cảm ơn Tiến. Anh cũng đến chương trình, đến với Tiến, chương trình Tiến, thì anh cũng chúc Tiến và anh em đồng đội của Tiến được vui vẻ và hạnh phúc. Cũng đây thì cũng đến với chương trình thì không quên bà con cộng đồng mạng cho Đức lời chào, lời chào thân thương và yêu mến của cộng đồng mạng. Thì Đức tới đây thì Đức là tên Lê, tên và họ Lê Thành Đức, sinh 1964, 60 tuổi. Rồi anh kể về chút xíu tính tình của anh như thế nào đi. Thì nói chung về cái bản chất của ông Đức á, là có cái điểm mạnh đó, thì điểm mạnh đó là thích thích làm bên nông nghiệp hay là bên thương nghiệp, thì ông Đức cũng có tham gia, nhưng mà đặc biệt là có chuyên nghiệp là bên thợ hồ, bên xây dựng. Anh có xem chương trình của Tiến được bao lâu rồi? Anh cũng đến xem chương trình của Tiến đó là khoảng cũng gần tháng. Gần tháng. Rồi anh thấy có chọn lựa được cô nào chưa? Anh chỉ thấy Tiến có dẫn chương trình, anh thấy anh cũng thích, nhưng mà hết chọn thì anh chưa Chưa chọn ha. chưa đi. Rồi nói chung là chưa có để ý cô nào hết. Dạ, chưa thấy được con nào. Nó thì thật sự ra mà nói thì em làm cái chương trình này tại vì lúc trước em làm bên thiện nguyện. Sau khi đó em đi quay những hoàn cảnh này, cụ già neo đơn nè, rồi thấy không có con cái mà chăm sóc đó, thì rất là thấy đáng thương luôn. Thì Tiến cũng mong rằng cô chú anh em hãy hiểu hơn về cái những cô chú anh chị em mà lớn tuổi hay hoặc nhỏ tuổi, thì không có một bạn đời bên cạnh đó, thật sự ra là khổ. Cái thí dụ anh em nói anh đi, anh là còn trẻ đúng không, còn sức khỏe thì không nói gì đi, nhưng mà trải về già sau á, khi mà không có người bên cạnh thì cái số buồn, cái số cô đơn nó nhân lên gấp đôi, tại vì lúc đó anh không còn đi làm được nè, không còn sức khỏe để đi đâu đi đó, là nó sẽ buồn hơn đó. Rồi sau khi đó mà già cả rồi, nhức đầu sống mũi, thí dụ đi, không có ai đi mua thuốc hay là không ai nấu cơm hay là không có ai múc ca nước nào đó,
thật sự ra là nó rất là khó khăn đó, thì nên Tiến suy nghĩ điều đó thì Tiến mới lập ra cái chương trình để mà kết nối lại những cô chú và các anh chị em còn đang sống một mình đó, thì mong các chú anh chị em hãy thông cảm nhiều hơn. Những cô chú anh em nào đang sống trong cái cảnh hạnh phúc ấm êm á thì không hiểu được cái nỗi buồn và cái nỗi khổ của cô chú lớn tuổi, nên cô chú anh em hãy hiểu hơn. Thì Tiến cũng mong rằng cô chú anh em hãy thương những cô chú lớn tuổi này. Tại sao mà người lớn tuổi lại đi kiếm chồng chi nữa? Thật sự ở đây không phải là kiếm chồng mà kiếm một người bạn đời để mà chăm sóc lo lắng cho nhau trong cái khoảng đời còn lại đó, chứ không có mấy cô chú đó cũng không có nghĩ cái gì mà quá xa xôi, chỉ ước nguyện là chỉ có bao nhiêu đó thôi đó. Thì ai cũng vậy, ví dụ anh bây giờ anh không có, anh còn trẻ, anh mới 60, thật sự ra là em nhìn anh nãy chừng năm mấy à, dữ lắm là 55 à đó. Thì bản thân anh đây thì cũng còn mạnh khỏe, nhưng mà khi mà đi ra ngoài đường vui chơi hay là đi làm công việc thì cái sự buồn đó mình sẽ quên đi, mà khi trở về nhà ăn cơm một mình và ngủ một mình thì thật sự ra là cái sự buồn nó rất là cô đơn, đúng không Dạ dạ đúng rồi. đó. Thì thôi bây giờ nói chung ra từ giờ anh cũng kể là công việc về cái chuyện vợ con anh cũng đã qua ha. Thì anh theo anh gì anh thích một người phụ nữ mà để về mà chung sống với anh đó là một người phụ nữ như thế nào? Không, nói chung là đây là anh với coi như là chương trình của Tiến với bà con cộng đồng mạng, thì mình bây giờ mình đi làm thì cũng có tình cảm với một hai cô gì đó, nhưng mà cái nghĩa là nó không có thích hợp với cái cuộc sống của thực tế của mình, cho nên mình mới nhờ trước là nhờ Tiến về cộng đồng mạng thì giúp cho mình được một cô sống cũng cái nghĩa là bình thường thôi, bởi vì mình cái thu nhập mình nó bây giờ nó coi như là khi mình đã ly hôn với vợ mình cũng hơi cục lối một chút, coi như bây giờ mình mới được là mình mua ngoài, thì mình thấy chương trình của Tiến này rất là có ý nghĩa, cho nên mình thấy mình đến với chương trình đó thì mình đạt được là trước mắt là cái uy tín của chương trình đó là tin tưởng, nhưng chương trình là khoảng 90% Cảm ơn anh. nó đạt vậy, cho nên mình mới đến đến đây về nữa khoảng đời còn lại thì cũng nhờ chương trình để ghép nối cho Úc Đức được thành công để đến với một mảnh tình nào đó cho nó có một cái cuộc sống sau này nó diễm phúc và nó hạnh phúc hơn. Thì nãy em cũng quên anh được có mấy người con? Được ba người con Con là hiện giờ ở nhà, ở coi ở anh hay là ở với vợ? ở với mẹ, Ba người hết hết luôn, có là trai gái nha anh, hai nữ một nam. hai nữ một nam. Hiện giờ anh có nhà cửa gì không? Có nhà, Có nhà anh ở nhà thờ, hả? anh ở nhà thờ, nhà nhà thờ nhà thờ chứ bị anh gì, lục á. coi như là anh út trong nhà gia đình. Tuy rằng bà xã bà cũng có bạn khác rồi, nhưng mấy đứa con thì cũng sống với mẹ nó, vì anh bởi vì anh sống rất là buồn. Không có một người con nào, cái đó là Không, vợ đồ bắt hết hay là sao? không, cái này là mình không có dứt khoát, là cái nghĩa là chia, cái này là tự động con nó lớn hết rồi, thì Thích theo ai theo. dạ đúng rồi, lâu lâu nó cũng về nó thăm Thăm ha. dạ. Thì nói chung ra thì khi mà mình có vợ có con là mình chia tay nhau thì thật sự ra nó là ai cũng buồn, ai cũng buồn hết đó. Thì thôi giờ cái buồn đó mình tạm gác qua một bên đi đó. Thì bây giờ anh 60 tuổi nè, thì anh chọn một người phụ nữ để đến với anh là khoảng bao nhiêu tuổi? Thì chắc Từ cao nhất là bao nhiêu, thấp nhất là bao nhiêu? 45 trở lên, 55 45 đến 55 55. Thì có một người em ở Long An, cũng có lên chương trình rất là lâu, cũng khoảng bốn mấy tuổi hả. Không biết anh có thích không, thì anh vô xem kênh đi. Nếu anh thích thì em cho số điện thoại,
để mà tìm hiểu ha. Nói chung là kênh của em thì tới hàng 40 cũng có, 41 có nè, đổ lên, mà thường đổ lên thì hơi nhiều hơn chứ còn nhỏ tuổi nữa thì chưa thấy, hàng ba mấy thì chưa, hàng 40 không à, 40 lên. Anh thì anh thấy cái lứa tuổi đó thì nó thứ nhất là bởi vì anh thì bây giờ tuy rằng 60 tuổi nhưng mà anh có cái sống cái đời nay thì phân nửa, sống cái đời xưa phân nửa, cho nên mình thấy nếu mà kiếm lớn quá thì hình như là chắc không hợp, Không hợp, mà nếu nhỏ quá thì cũng không hợp, đúng rồi. thì anh thấy vậy đó. Không thì anh chọn từ 40 lên, phải không? 45 45, 45 lên đến 55 đúng rồi. thì anh nghĩ là anh chọn cái tuổi đó, anh thấy em thấy là phù hợp nhất. Cái tuổi đó thì cũng không gọi là trẻ nữa mà cũng không phải là già quá, trung bình. Đúng rồi, Trung bình, trung bình thì nó cũng gọi là phù hợp với anh. Chứ bằng anh, nếu mà anh bước ra đường nói anh 60 tuổi là thật sự ra mà nói là không ai tin. Tại vì bây giờ em quen rất em quay á, rất là nhiều cô chú anh chị em 60 tuổi thật sự dài lắm. Anh hồi đó có đi lao động nhiều không? không, anh hồi xưa là anh chuyên nghiệp bên bên hồ, coi như là chuyên nghiệp anh từ ở dưới thợ mà lên thầu. Coi như là hồi đó làm là cu ly. Không có cô ly thì anh không có, Ủa rồi sao mà tự nhiên lên thầu được, bị có lên thợ được, hồi trước đó là anh đi học hay gì? nối nghiệp của ông già bên mộc á, cho nên cái thước tắc thì anh rất là sau cái vô đó mình chỉ luyện là luyện bên hồ thôi, rồi cái Coi như là cái quy trình mà để mà cắt một căn nhà là mình đã biết hết. đúng rồi, bây giờ mình làm thầu qua cái đó là bản vẽ. Bản vẽ sẵn nè ha. Còn nó mình học sơ ngang gì cái hồ thôi. Bởi vì anh ấy, thì nói chung cái khả năng của anh nó tiêu chuẩn của anh rất là am hiểu rất là lẹ, cũng như mình có cái năng khiếu đây. Hồi đó anh trình độ lớp mấy? Anh 62 Lớp 12. Theo anh bây giờ anh cái em thẳng em hỏi luôn, cái tính tình của anh thích là kinh doanh hay là thích làm vườn, làm không được nông cái nghiệp. nông nghiệp Bây giờ nói chung là anh ở nhưng mà phố xá thì anh không thích, nhưng à? mà anh thích nhất là nếu bây giờ có bà xã mà được Ở như vườn ý, ha, ý nó của lớn anh, lên cho cô chú anh em hiểu như ha. ý của anh ở hen là anh rất là thích bên nông nghiệp, Thích lên mô hình mình trồng trọt hay là mình cây xanh nào đó hay là chăn nuôi. Nếu mà anh cứ thích cái sở thích anh này, hiện giờ là thích về vườn, khi trồng cây kiểng đúng Thì nói không? chung bên nông nghiệp đi anh em ơi, Nông về nghiệp bên đó nông thì nghiệp cái chị nào có đất hay có vườn gì đó, bây giờ em nói bây giờ ví dụ anh thì có nhà nhà thờ đúng không, thì có một cái chị nào thương anh hỏi bắt buộc anh về, tại vì ví dụ nhà đó cái chị đó có vườn đất nè, có cây trái quê lại đó, thì không thể nào mà bỏ đi, thì kêu anh về đó nở, anh có chịu không? cũng được chứ, bởi vì nếu mà bên đó mà có cái điều kiện thì anh sẵn sàng làm dâu, bởi vì khoảng đời mình còn lại mình mất hết rồi, chỉ còn cái nhà thôi, Có nhà không? cái nhà thì mình cũng đến lui mình cúng, tới ngày thì mình cúng, còn mấy thì mình đi tới lui để mình thắp nhang đây. Còn nếu bây giờ cái người á, mình cái nghĩa là mình sống người sống với nhau thì nó gần gũi nó mới tốt hơn, cho nên anh nếu mà được vậy thì anh rất là mừng, để mình thứ nhất là mình săn sóc được người đó, gần gũi được, mình biết được những cái điểm vui buồn. Mà anh thì hồi nãy anh có kể tiếng nghe rồi, anh thì rất là chung vợ là chỗ mà anh muốn làm cho vợ mình với người thân mình vui vẻ, là anh thấy anh thành công Đúng rồi. rồi, chỉ nguyện như không. Bây giờ cho em nói một xíu câu này nha. Nói Ví đi. dụ có một cái chị đó thích anh rồi, chị đó đòi làm một cái đám cưới, anh có làm không? Có chứ, cũng phải làm cho hai bên chứ em. Mà hình như là không thiếu em. Không đâu được, cần phải có em đầu Đúng tiên. đúng rồi Ví dụ này, em nói với anh như thế này, khi mà sau khi mà xuống chương trình của em rồi, anh thích là cái cô nào đó thì tất nhiên là anh phải cho em là cái mã số đầu, mã số thứ tự á, với tên và tuổi nhắn qua cho em là được. Cái thứ hai nữa, sau khi mà anh chị đã mà quyết định đến nhau thì hai anh chị phải nắm tay lại đây, dắt lại đây cho tiếng ghi hình là mình nói là anh chị đã
chuẩn bị đến nhau là mình dự tính là ngày nào mình ra mắt hai bên đó, để cho thông báo lên cho tất cả cô chú anh em là biết, để mà khi tới bữa đó có những cô chú nào mà thích đến kênh của em để mà dự một cái đám cưới thì đó là một niềm vinh hạnh của mình. Đúng rồi, đúng không anh? Thì có rất là nhiều cô nói tiếng ơi, chừng nào có cặp nào đám cưới á thì cho mấy chị hay thông báo lên đặng mấy chị đi đặng dự đó, thì em rất là vui mừng khi mà được mấy chị, tuy rằng mấy chị không lên chương trình nhưng mà mấy chị muốn đến dự cái kênh đám cưới của em ở đây, thì nói chung ra là em rất là vui đó. Thì em cũng cảm ơn anh rất là nhiều đã hôm nay đến tham gia chương trình của Tiến đó, thì em cũng mong rằng sau khi cái video này em đăng lên thì có rất nhiều cô, nhiều chị để mà đến đây thấy được cái video của anh, là đến đây để tham gia chương trình và muốn kết nối với anh ha. Thì sau khi kết thúc chương trình thì anh có muốn nói lời nào với tất cả cô chú và anh chị em, hoặc là những chị nào đó để hiểu được cái tính của anh hơn, để muốn kết bạn với anh? Cảm ơn Tiến. Thì cuối chương trình thì trước thì anh có gửi cái lời cho có bên mấy cô nữ. Thì bây giờ cái chương trình của Tiến thì mình cũng đã đến, mình cũng đã nói hết rồi. Cái gì nói thiệt Úc Đức đã nói hết rồi. Thì bây giờ mong coi như là mình nói mình đi kiếm mảnh ghép, thì mình nhờ cái mảnh ghép nào đó để cho mình một cơ hội đến với nhau, là cái sự thật lòng và tôn trọng nhất trong khoảng đời còn lại. Thì cuối chương trình thì Phan cho em hỏi thêm cái này. Bây giờ anh, là nếu mà có người nào mà đến với anh là trong vòng mà anh thì hiểu khoảng bao lâu là anh đến với người nữa luôn? Nếu mà có trường hợp thì lúc nào cũng được. Như là bây giờ như là tiền bạc là này nọ mình chuẩn bị sẵn rồi ha? Không, cái đó là mình phải anh gửi với em chỗ này. Thì anh muốn có một cái kết hôn vừa để em mới đến chơi chương trình. Rồi lúc đó thì cái nghĩa là anh sẽ đến với chương trình một lần nữa. Lúc đó là cái khi là có cái giấy kết hôn rồi thì anh mới đến chương trình để thông báo với Tiến. Coi như là kết hợp, mình kết hợp đó. Coi như là anh phải nói rõ vậy nè, khi mà tìm hiểu với cái chị nào đó xong, anh với chị người đó mới dắt đi làm giấy kết hôn. Đúng rồi. Rồi mới dắt lại đây để thông báo lên dự định ngày cưới luôn. Đúng không? Ý em hỏi đây là anh có chuẩn bị về mặt tiền bé cưới chưa? Rồi, cảm ơn em. Nhưng mà có một cái nữa thì coi như là cuối chương trình đó thì anh có nhắc Tiến như nè, bởi vì anh không quên Tiến là tại vì nếu mai mốt quá thì đã trước mắt là anh nhờ Tiến kết nối với anh. Còn nếu mà sau khi mà anh đã thành công rồi đó thì không quên là anh đổ thừa Tiến. Nếu mà chia tay anh đổ thừa Tiến. Không bây giờ gì nè, em sẵn đây em nói luôn, sẵn đây Tiến nói với tất cả cô chú anh em như thế này. Tiến là một người chia sẻ thông tin thôi. Còn cái quyền quyết định đó là anh với chị đến với nhau là có quyền định anh với chị, em không có xen vào. Em cũng không bằng ra mà cũng không bằng vô. Tại vì sao? Tại vì hai anh chị trao đổi với nhau hàng ngày, nên cái sự mà hiểu biết lẫn nhau thì gần hơn em đó. Còn em chỉ là một người là chia sẻ, thứ nhất là em cũng để ý thì sau khi em đăng cái video lên là cái có người nào nói anh đó không được hay là cô đó không được, thì em sẽ báo cáo hai bên là cho anh biết để ngăn chặn lại từ đầu. Thứ hai nói thì anh dò xét coi có thực sự gì không đó, chứ thì dù 10 người nói xấu anh là trong 7 người mà 3 người nói tốt thì em lấy 7 đó, còn mà nói tốt anh là 7, 3 người nói xấu thì em cũng lấy 7, ví dụ vậy đó. Thì em cũng dò xét theo, nếu mà có cái chuyện gì mà hơi bất chắc trước thì em sẽ ngăn chặn lại từ đầu, không cho diễn ra cái ngày đám cưới ha, chứ để mà xài làm rồi á, rồi 5-10 bữa nó xảy ra cái chuyện thì thật sự nó không được vui đó. Thì em cũng mong rằng anh phải tìm hiểu, tự anh tìm hiểu lấy cho kỹ càng hơn, bất hay là cô nào cũng vậy, lên chương trình của Tiến thì tự tìm hiểu lấy cho nó rõ ràng rồi hãy quyết định đến với nhau. Thì Tiến thì chỉ một người chia sẻ thông tin đây, sao kêu cũng nói đây thôi. Tiến nó mà may gì đâu mà cô này không được, đó là không phải tại vì do em nha, tại do mấy anh mấy chị tìm hiểu nhau, chứ ở đây em không có ép mà cũng không bắt buộc ai hết đó. Thì thôi Tiến cũng
Chào tất cả cô chú anh em. Tiến kết thúc video đây thì mong rằng tất cả cô chú anh chị em có thương Tiến và mấy anh em đây thì cho mấy anh em một lượt like, chia sẻ, nhớ đăng ký kênh Giảng Dung Thông Báo để nhận video mới nhất của Tiến nha. Thì Tiến đăng hai kênh Hồ Tiến TV với Tiến Sông Nước Vui Vẻ. Mong tất cả cô chú anh em hãy ủng hộ và đến đây để mà tìm một nửa thương. Thôi chào khán giả nha. Tiến chào tất cả cô chú anh em, chị em nha.